Chào nhà, nay mình đi câu bắt cá nha cả nhà. Con cá có lương, có lịch diễn nổi lên không? Cá sấu à. Cá sấu à, coi chừng có cá sấu á. Nè, coi chừng bị bơm nè. Bơm mở công ty rồi. Mở công ty xí nghiệp uống tà. Nó mạnh như cái nè, bơm lên đó. Này nó bơm cho nước trước rồi xíu nó bơm cá ra. Này bơm nước trước như cái gì làm gì không cây mấy số mà bơm cái này nè ớt không quá mạnh quá đi đầu rớt điện thoại xuống đây không. Thì bơm mở công ty uống tà nha cả nhà. Bơm mở uống tà đầu tư hàng trăm triệu đó. Chú công nghe. Quá mạnh, mạnh quá cái gà. Mạnh không? Rồi ha. Ủa cái đè đó luôn bơm rồi luôn vậy? Hả? Đè ở dưới bơm chưa? Trời ơi, gì ra đủ vậy? Nhỏ hơn nhiêu? Ở chút ống có nhà nước tông ghê không? Ừ. Chủ cái cát nó lên rồi đứng kìa. Không thấy. Ừ, mới bị công an rượt chạy lên đó. Ừ. Này cắt tặc nha cả nhà. Này cắt tặc đó. Để đứng cho nó quay đặng nó đưa lên. Tặc lắc đầu rồi đi sợ rồi. Rồi chạy rồi. Nó dám lánh mặt rồi. Giải đây hết nước da rồi. Đó, chuẩn bị đó. Chứ là tao dây cửa còn máy dây ha cắt kiểu ha nóc y vậy luôn mà tao dây như là xong y như là hốc hái vậy đó à biết rồi làm cái sân ơi số có cái sân ừ cái gì dây ra đây nữa sùi biến lắng cái bích luôn ừ. Đó cái lưng ở nhà nó đục rồi nè rồi đục rồi đó mãi nước nó tông vậy đục rồi đó cá đang lên đó. Ở cái xấu cả nhà nó lên tim kìa nó ghê không. Ủa, bơm cắt lồng rộng như ta năm năm kìa. Cái nhà thấy không không gần như coi nè quá wow, nhầm kìa đó cắt lên rồi đó nặng rồi đó. Này đắp lại cái nhà ơi, đắp lại cho nó nước không tàn. Đó là ông chủ cá tặc kìa. Đó ông kia ông chủ đó ông
cắn cho nước chảy ra đó. Chuyên nghiệp là tạo cắn. Ừ. Đầy đó. Quay hàng tạm cát kìa ông quay. Đưa lên trên thế giới rồi coi. Ông có nói là chuyên về tạm cát một năm là hàng ngàn thôi. Bữa nay ở Trà Bình nữa đâu? Cái này còn hả? Bữa nay chắc hư bánh từ lâu rồi. Hồi bà nội chết tới giờ không chặt luôn. Trời ơi. Bánh ơi. Đó gì chắc dụng rồi. Đó, gần đầy rồi đó, gần dung ha. Đó, anh chịu cắt tắt đó. Anh điện thoại trong nhà kìa. Nó đi từ bỏ túi á. Mau đầy cái nha, mới bơm đây giờ đầy cái này rồi nè. Không. Nhớ. Đó là đầy rồi đó, nãy số quái bây giờ đầy rồi, mau quá. À, lát điện nữa giờ. Quá màu đầy. Ba nước lũ tới rồi. Lũ tới rồi. Cá lên đâu? Rồi nè, ông chủ cát ông đây đây cho nó đầy bằng. Giờ ổng nói ổng thêm rồi nha. Nó về đây nè. Ông ghét mình thì ổng nói ổng cho nó muốn là mình ngập mình luôn. Lúc mà lật lại ha. Thì quá. Con cá kìa. Đó. Con cóc rồi con cá. Con cóc qua chạy nó nữa rồi. Nay vô tình đột nhập chỗ bao cát cái ơi. Đột nhập chỗ đó vô trong nhà luôn không? Hả? Trong nhà. Có ngập vô có ấy đóng chưa? Không có bị không? Trong đó anh có lấy xịn tắt đúng không? Rồi, chắc vô rỗng sẽ phải mới chắc vô chắc ăn rồi. Đây nè cả nhà. Mau ghê mới lại đây rồi. Màu quá. Mạnh ghê ta. Xa mạnh ghê. Đấy, đường xa mà nước mạnh ghê ha. Ờ.
Nói về anh ta rút ống ra cả nhà, nói ống dài vô. Nó như dài vô, ống dài vô cho tới đây nè. Phá cho đủ đó đi rồi mới nó. Mạnh quá cả nhà. Dưới chưa? Điện rồi. Dưới về liền nãy rồi đó. Người nhà. Cái nhà giờ đút ống vô nói thêm giờ tới đây nha. Đó giờ anh kia cát anh nói á. Điểm đâu? Thấy rồi. Hay quá, chuyên nghiệp quá. Đưa mình bó tay. Ừ. Rồi là chuyên gia nè. Chuyên gia chọi ống nè. Ừ, chuyên gia cắt lén hả? Đó, đầy cái đó là đầy cái này, còn cái này nè. Cá đâu nha. Nổi lên, nhét xuống nổi lên nè. Ơi gì thấm lại. Đất bờ thêm nè. Nó đầy quá. Mà lại ở nhà. Hello, clip mình đây kết thúc cái nhà, cái nhà thấy video này hay cái nhà like cho mình, quên đăng ký và like cho mình, đừng quên nhấn.